Cấp 23 nhị sư huynh tuy là phàm nhân nhưng rất mạnh mẽ. Ơn này cô báo đúng rồi. Cô lấy long chảo hoa đâu ra vậy? Ta, ta lúc trước nhặt được một gốc cây héo rũ hoa. Bởi vì công pháp tu luyện của ta là làm cho thực vật sinh trưởng, cho nên ta đã mang hoa về, nghĩ ngâm trong nước hẳn là còn có thể cứu được. Kết quả sau khi hoa sống ta mới nhận ra đây là hoa long chảo. Ta, ta sợ bị những người khác hiểu lầm là ta hái trộm long chảo hoa, sợ bị phạt, nên đã lén lút giấu nuôi. Tình cờ nghe nói mọi người cần thứ này, nên ta, cô đây là làm chuyện tốt, sao có thể phạt cô chứ, ta cảm tạ cô còn không kịp. Đây là hoa của vọng nguyệt các, mau giao cho các chủ ta, để ta mở ra ảo cảnh. Chờ đã, hoa này là cô ấy báo ơn ta, không thể cho người. Thuật huynh thần thông quảng đại như vậy cần thứ này làm gì, bên ta quan trọng hơn, đưa cho ta trước. Vì đại nghiệp tu luyện phi thăng của ta, ta đã đợi hơn 10 năm rồi, đưa cho ta. Thuật huynh, nơi này là vọng nguyệt các, thiếu các chủ ta nói chuyện vẫn tương đối có sức nặng đã nhận chức được 3 phút chưa huống chi lúc trước ngươi còn muốn mang tiểu cô nương người ta cho sói ăn ngươi không biết xấu hổ khi lấy hoa của cô ấy sao ta ta đó là thăm dò phẩm tính của các người cho nên sau đó ta mới tin tưởng các người như vậy nói tóm lại phải đưa hoa cho ta ta biết bạn ngươi vội nhưng đừng vội bởi vì ta đang vội thật không có tiền đồ ta cũng không cãi nhau như vậy hai người này thật sự là ấu trĩ nếu cô có thể cứu sống một đóa long chảo hoa vậy có thể cứu sống cả dụng long chảo hoa hay không không được năng lực của ta quá yếu không có cách nào khôi phục dụng hoa lớn như vậy bát sư huynh cũng không thể để cho hai người bọn họ tiếp tục đánh nhau như vậy được đúng vậy nếu không ngăn cản tông chú phù sẽ bị nhị sư huynh đánh chết mất nhị sư huynh nơi này tốt xấu gì cũng là địa bàn của người ta nếu huynh cướp cũng phải tìm lý do cho hợp tình hợp lý chứ cướp là cướp chẳng lẽ còn cần lý do sao ta lần này là ra ngoài giải quyết việc công nhị sư huynh suy nghĩ cho tiền đồ của ta chút đi ta còn phải cố gắng thăng quan giúp huynh đối kháng lục sư huynh đây chật phiền quá ta sẽ không đưa hoa cho quái lạ thái gia gia của ngươi ở trong ảo cảnh cũng đã nói mấy câu y như vậy thái gia gia của ta ông ấy nói gì hắn nói với ta chờ sau khi ra ngoài muốn nói với gia chủ chân chính của tống gia chưa rõ bản thân làm sao dò xét cơ duyên ta không hiểu đương nhiên là ngươi không hiểu bởi vì ngươi luôn muốn dựa vào công pháp mờ mịt của gia tộc trong huyễn cảnh mà không phải dựa vào chính ngươi cố gắng. Ngẫm lại xem, phụ thân ngươi quản lý vọng nguyệt các là dựa vào thứ học được từ trong ảo cảnh sao? Thái gia gia ngươi đạo pháp cao cường là chính hắn ngộ đạo hay là ngồi không chờ người khác đưa đến? Càng không nói đến tổ tiên tống gia các ngươi, bọn họ ngay cả truyền thừa cũng không có, dựa vào sự nỗ lực của bản thân để sáng lập đại tông môn này. Tục ngữ nói rất đúng, vị trí càng lớn trách nhiệm càng lớn phải biết cố gắng kiên trì mới có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phía trước. Không phải, ta là nói kinh nghiệm đặc thù này có lẽ chính là cơ duyên đặc thù mà ngươi đã định trước. Thuật huynh nói không sai, nhưng mà, chuyện này có liên quan gì đến câu nói kia của Thái gia gia sao? Thái gia gia ngươi là hy vọng ngươi không cần luôn nghĩ dựa vào tác động bên ngoài, nhất là một ít thứ hư vô mờ mịt, mà phải dựa vào chính ngươi đi sáng tạo kỳ tích. Chờ ngươi hiểu rõ bản thân mình, cơ duyên thuộc về ngươi sẽ đến. Nhưng, nếu ta không thành công thì sao? khi ngươi đã có mục tiêu, điều ngươi cần làm không phải là nghi ngờ bản thân, mà là cố gắng không ngừng để thực hiện mục tiêu ấy, như vậy chờ ngươi quay đầu lại nhìn con đường mình đã đi qua, nhìn thấy một đường phồn hoa rực rỡ, mới không hối hận. Chưa rõ bản thân, hà thám cơ duyên, đúng không, quan trọng là quá trình chứ không phải kết quả. Thì ra là thế, thì ra đây mới là truyền thừa lớn nhất trong ảo cảnh. Ta hiểu rồi, thái ra ra, dụng tâm lương khổ của ngài ta hiểu rồi. Thuật huynh, huynh cầm long chảo hoa đi đi. Ây ra, này sao được chỗ ngươi vẫn cần hơn ngại quá sao ngươi giơ tay lên luôn rồi cầm lấy ta không cần nó nữa thái gia gia nói không sai là ta quá ỷ lại vào huyễn cảnh truyền thừa ta sẽ thông qua cố gắng của mình dẫn dắt vọng nguyệt các trở lại quỹ đạo thậm chí phải làm tốt hơn phụ thân hảo huynh đệ nghĩ như vậy là đúng rồi vậy ta sẽ không khách sáo nữa cuối cùng cũng đến tay lần này cách đại nghiệp tụ khí của ta lại gần thêm một bước thật là tùy tiện bịa ra vài câu đã gạt được người ta rồi hơn nữa còn giả mạo thái gia gia của người khác, chiếm tiện nghi còn cướp hoa, vừa ăn vừa lấy. Nhưng ta cảm thấy lời này của nhị sư huynh nói rất có đạo lý. Hai, xem ra tiểu sư muội của chúng ta nghe lọt tai rồi. Không tồi không tồi, có phong phạm năm đó của ta. Ta cũng sẽ kiên định hơn với mục tiêu của mình. Các ngươi thì biết cái gì, ta đây gọi là thoại trị liệu. Đại cường cho ta mượn đuôi để chút đồ, đừng làm mất của ta. Đuôi của đại cường là không gian chữ vật gì sao. Đúng rồi thuật huynh, ta cảm giác tu vi của mình vẫn còn tăng lên, có thể xin huynh giúp ta đột phá chút cảnh giới hay không? Dễ nói dễ nói, dù sao cũng chỉ là đánh ngươi một trận, coi như là báo đáp long trảo hoa của ngươi. Ôi! Đại phu nói tống chú phủ gãy xương, nằm ba tháng là ổn, không nguy hiểm đến tính mạng. Xong rồi, lần này thật sự không giữ lực, làm người ta bị thương rồi. Nhị sư huynh ta còn phải áp giải tăng kiều về, chúng ta tạm biệt nhau từ đây. Vậy trên đường đi ngươi canh chừng cho tốt, ta luôn cảm thấy tên tăng kiều kia sẽ không ngồi khâu chờ chết như vậy. Tạ nhị sư huynh chỉ điểm, ta sẽ cẩn thận. Đúng rồi, nếu bây giờ long chảo hoa đã tới tay, vậy nhị sư huynh nên đi tìm thất diệp linh chi rồi chứ. Ồ, nghe ngữ khí này, ngươi có manh mối à? Cứ xem là vậy đo, mọi người có thể đến phiêu miểu tông tìm tung tích của thất diệp linh chi. Phiêu miểu tông. Phiêu miểu tông. Cực lạc. Cực lạc trần gian. Ha ha ha. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi. Mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, Xem video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.